Ở bài số 4, các bạn sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ rất vất vả. Bài số 4 này là một cái bài nó tương đương với câu hỏi mức số 4 của mình, được gọi là bài số hiệu và giá trị. Bây giờ bài đề bài cho số nguyên dương n và tập các giá trị nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n. Ví dụ n bằng 3 thì tập nó là 1, 2, 3. Đề bài yêu cầu là hãy liệt kê tất cả các khoán vị này ra. Đó, như vậy ta có bài toán số 1 là bài toán liệt kê khoán vị. Ta có bài toán 1 là bài là cho n yêu cầu là liệt kê các cái khoán vị ra. Đó là bài số 1. Bài số 2 người ta yêu cầu là cho trước một khoán vị, hãy hỏi số thứ tự của nó. Vậy bài thứ hai là cho n cho một khoán vị. Để yêu cầu là tìm số thứ tự của nó. Rồi, cái bài số 3 của ta sẽ thực hiện công việc là cho số thứ tự yêu cầu là tìm khoán vị có số thứ tự đấy. Như vậy mấu chốt của bài toán của ta đây chính là bài toán số 1, cho số nguyên dương n hãy tìm khoán vị đấy. Ta sẽ lần lượt sinh ra các khoán vị, cứ với mỗi khoán vị thì ta tăng biến đếm lên. Nếu khoán vị đấy mà bằng cái khoán vị được đưa ra thì ta đưa biến đếm ra. Nếu biến đếm mà bằng cái giá trị đầu vào thì ta đưa khoán vị đấy ra nhé. Vậy thì ta sẽ giải quyết bài toán đó theo mô hình như sau. Các bạn cùng quan sát. Đầu tiên là bài toán sinh khoán vị. Bạn nào đã cài đặt được giải thuật sinh khoán vị thì các bạn comment vào cho thầy cái trong cửa sổ chat nhé. Bạn nào đã biết được giải thuật sinh khoán vị thì gõ số 1. Bạn nào chưa biết giải thuật sinh khoán vị thì gõ số 0. Thầy biết để thầy giảng cho con. Nào xin mời các bạn. Các bạn nào biết về giải thuật sinh khoán vị? Ta có bài toán là cho n hãy liệt kê các khoán vị của cái tập T sẽ bằng là 1, 2, 3, 4 cho đến n. Đấy. Nào các bạn comment để thầy nắm xem tình hình là giải thuật sinh khoán vị của các bạn đang ở đâu. À, đã biết chưa? Bạn nào chưa biết về giải thuật sinh khoán vị các em comment số 0 nhé. Cứ mạnh dạn nói để thầy biết. Bạn nào biết rồi thì comment biết giải thuật sinh khoán vị thì comment số 1. Có ca Vũ cũng chưa chưa biết, Thắng cũng chưa biết, rồi Tân cũng chưa biết, Thành cũng thế. Em Đoàn Đoàn có nghe nói rồi nhưng bây giờ phải giảng lại cho chắc đúng không? À, cứ tưởng mình biết, hóa ra nhầm, quả nhầm này hơi bị được đấy. Vậy thầy cho mình bắt đầu giải quyết cái bài toán này nhá. Giải thuật liên sinh khoán vị nó sẽ như sau. Các bạn nhận thấy rằng để với mỗi khoán vị, ví dụ như n bằng 3, nó sẽ có khoán vị là 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó bằng giai thừa của 3, sẽ bằng 3 nhân 2 nhân 1 bằng 6 cấu hình. Nhá, nó có giai thừa của n cấu hình. Vậy thì để ta nhận thấy như này, ta sẽ sử dụng một cái mảng mảng A chẳng hạn để lưu cấu cấu hình này. Ta sẽ sử dụng mảng A để lưu cấu hình. Như vậy ở đây được gọi là vị trí thứ y
Vị trí thứ y ở cấu hình này nó nhận giá trị 1, cấu hình này nó nhận giá trị 2, ở cấu hình này giá trị 3. Ở vị trí thứ kế tiếp, nó được có thể nhận giá trị 2, có thể nhận giá trị 3, có thể nhận giá trị 1. Ở vị trí kế tiếp nó nhận 3, nhận 2, nhận 1. Như vậy ở mỗi ô thứ y, giá trị nó có thể nhận nằm trong phạm vi từ 1 cho tới y. Ta cũng nhận thấy rằng số 3 đã được sử dụng ở đây rồi thì nó không được sử dụng ở phần còn lại. Số 3 ở đây đã được sử dụng rồi nên nó không được sử dụng ở phần còn lại. Đấy. Vậy thì ta sẽ sử dụng một cái mảng đánh dấu để lưu trạng thái các số đã sử dụng hay chưa sử dụng. Số nào mà chưa sử dụng thì được phép điền vào ô kế tiếp. Vậy thì thầy sẽ tổ chức thành một cái procedure. Thử điền vào ô thứ y giá trị nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n. Thầy sẽ thực hiện cái công việc. Thầy sẽ thực hiện công việc là for j chạy từ phần tử đầu tiên cho tới phần tử thứ n, từ giá trị thứ 1 cho tới giá trị n. Nếu giá trị thứ j, ví dụ thầy sử dụng nó là mảng f chẳng hạn. Nếu f của j mà có giá trị bằng chu bằng phô à bằng chu fg có giá trị bằng chu thể hiện rằng thằng j này chưa dùng, tức là vẫn đang còn free đấy, vẫn đang còn dỗi, thì ta sẽ thực hiện công việc. Việc đầu tiên ta sẽ thực hiện là gắn phần tử A ở vị trí thứ y có giá trị bằng j nha. Sau khi điền vào ô thứ nhất xong rồi một giá trị thì thầy lại thử điền vào ô thứ hai, thử điền vào ô thứ ba, thử điền vào ô thứ tư, thử điền vào ô thứ năm. Nếu thầy điền đủ n ô rồi, thầy ghi là nếu điền đủ n ô thì giá trị y của thầy đã là bằng n. Thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là gọi thủ tục xử lý. Đấy, gọi thủ tục xử lý. Ngược lại thì thầy mới đang điền ở tới đây thôi. Khi điền tới đây rồi thì thầy 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 gắn a y bằng j, thầy lưu thằng j vào đây. Và khi đó thì rõ ràng thằng j đã bị sử dụng, vậy thầy gắn f của j hai chấm bằng phô. Sau khi thực hiện xong công việc này, cái ta thu được mảng f là các phần tử đã được bị đánh dấu, j là giá trị được lưu trong mảng phần tử thứ y của mảng A, j nằm trong phạm vi từ 1 đến n. Rồi ta sẽ thực hiện, sau khi đánh dấu thằng j đã sử dụng rồi thì ta sẽ thử điền vào ô kế tiếp của nó. Nếu ta đang đứng ở ô y j thì ô kế tiếp của nó là ô j cộng 1. Ô của này ta đang là ô y chứ. Ô y điền giá trị j. Thì ô kế tiếp ta điền là ô thứ y cộng 1. Đấy. Điền vào ô y cộng 1 tương tự như vậy, điền vào ô y cộng 1. Sau khi điền đủ n ô, thầy đưa thằng này cấu hình ra, đưa cấu hình này ra xong thì thầy phải giải phóng thằng j này đi. Để giải phóng thì thầy gắn free của j hai chấm bằng chu. Đấy. Đấy. À, đúng rồi, free j bằng chu. Bởi như vậy sau eo này ta thực hiện 3 việc. Vậy các em đặt cho thầy cái khối begin và end chấm phẩy để nó chứa 3 thằng này nhé. Bởi vì sau eo ta thực hiện 3 việc thì ta đặt nó trong khối begin end chấm phẩy. Ở đây ta có end chấm phẩy nữa. Đấy. Trên đây là thủ tục sinh hoán vị. Để chụp màn hình lại cái. Để gửi vào trong nhóm Zalo. Thủ tục sinh hoán vị. Vậy với thủ tục sinh hoán vị như trên, cái thế các bạn thu được là các hoán vị. Cái ta bây giờ đang cần là thủ tục xử lý. Vậy thì thủ tục xử lý ta sẽ làm như sau. Đây đang là bài 4 nhé. Bài 4 thủ tục xử lý.
Thủ tục tự xử lý là thủ tục duyệt qua các procedure xử lý. Ta khai báo một cái biến chạy, biến y biến di dùng bắt đầu ta sử dụng biến p làm biến chạy trong thủ tục xử lý. Đề bài yêu cầu là bây giờ ta giải quyết là hãy liệt kê tất cả các cấu hình. Vậy mình sẽ thực hiện cái công việc là for p chạy từ phần tử đầu tiên cho tới phần tử thứ n và thực hiện cái công việc đó là write thằng AP ra. À, thêm dấu thăng 32 cho nó ngầu. Đấy. Đấy. Sau khi write thằng này xong thì ta write giống như cái sinh dễ nhị phân đấy, thì ta ra write line, sau đó end chấm phẩy. Đấy, thủ tục xử lý của mình chỉ đơn giản thế thôi. Như vậy, ta đã thực hiện xong cái giải thuật là cho n và ở trong chương trình chính. Đề bài người ta yêu cầu là cho n hãy liệt kê tất cả các dãy nhị phân có độ dài n, thì các bạn gọi trước khi gọi thủ tục thử điền vào ô thứ y giá trị nằm trong phạm vi từ 1 đến n, thì các bạn phải khai báo một cái mảng ép thì và các em phải thực hiện for y chạy từ 1 cho tới n và thực hiện công việc gắn tất cả các thằng fi ban đầu nó chưa được sử dụng, vậy free của nó sẽ bằng true. Sau đó ta mới thử điền vào ô số 1 giá trị 0 hoặc 1. Sau khi đó ta sẽ thực hiện đóng tệp. Đấy, mở tệp ở đây, đóng tệp ở đây, ta có n chấm phẩy. Đấy. Ta đã giải quyết được cái bài toán đầu tiên là bài toán liệt kê bài toán là liệt kê tất cả các hoán vị. Sau khi liệt kê được hoán vị xong rồi, ta sang bài toán số 2 là bài 4. Các bạn code hẳn thành một cái bài 42 nhé. Bài 42 là cho n và cái hoán vị a1, a2, an. Yêu cầu là tìm số thứ tự của hoán vị này. Đấy. Giải thuật tìm số thứ tự ở hoán vị này thì có một số giải thuật, trong đó theo tư tưởng của ta thì ta sẽ lần lượt sinh ra các hoán vị. Vậy thì ta sẽ cải tiến ở trong thủ tục xử lý. Tức là bài 4.1 làm xong các em lưu lại, các em vào file chọn Save VS đặt tên là bài 4.2 ngày 5. Vậy thì ta cải tiến cái thằng thủ tục xử lý như sau. Trong thủ tục xử lý ta vẫn phải for để chạy. Và ta sẽ thực hiện này. Bây giờ ta lưu ý rằng cái này thầy gọi nó là mảng B1, B2, BN đi, bởi vì khi nãy ta đang sinh vào mảng A mất rồi. Bây giờ người ta cho mảng A1, A2, vân vân, AN là mảng mình sinh cho hoán vị vào. Bây giờ người ta lại đề bài cho một cái mảng có sẵn B1, B2, BN. Người ta hỏi hai cái mảng này có bằng nhau hay không? Nếu bằng nhau thì tăng biến đếm lên. Đấy. Vậy thì bây giờ thầy gọi biến số thứ tự là biến Z của thầy nhé. Cứ mỗi lần gọi thủ tục xử lý thầy gắn Z bằng Z cộng lên 1. Đấy, Z ban đầu khởi tạo bằng 0 ở chương trình chính. Bây giờ thực hiện công việc là duyệt từ đầu mảng B đến cuối mảng B. Nếu mảng B mà bằng mảng A thì ta đưa nó ra. Các bạn tuyệt đối không được ghi cái kiểu là so sánh hai mảng bằng nhau như thế này nhé. Không bao giờ được phép so sánh hai mảng bằng nhau như thế này. Mà ta sẽ phải thực hiện là for trên tất cả các phần tử nó có. Cho y chạy từ 1 đến n và thực hiện công việc. Nếu thằng ai mà khác thằng bi thì exit luôn. Sau vòng lặp for này, nếu nó không bị exit thì chứng tỏ nhé. Sau vòng lặp for này nếu nó không bị exit thì chứng tỏ rằng tất cả các thằng AI đều bằng thằng BI. Hay nói cách khác, cái cấu hình ta vừa sinh ra chính là cái cấu hình dữ liệu đầu vào mà đề bài cho.
Vậy thì ta sẽ thực hiện cái việc là write thằng red ra. Người ta hỏi số thứ tự mà, thì ta write red ra. Sau khi write red ra, các em có thể exit luôn cũng được. Đấy, ta cải tiến thủ tục đấy. Và cái thứ hai nữa là ở chương trình chính thì ta cải tiến thêm một chút. Ở bài trước thì ta chỉ có mỗi readliner, thì bài này thì ta phải có thêm phần đọc dữ liệu cho y chạy từ 1 cho tới n, chỗ này thầy viết tắt nhé. Thì ta read thêm thằng ai vào, ta sẽ read vào thằng bi đấy, ta read vào bi. Sau khi read xong, cái ta thu được là mảng b, và ta sẽ gọi trước đó ta khởi gợi ta lại phải tạo red bằng 0 là số thứ tự của cấu hình. Mỗi lần ta gọi thủ tục thử điền vào ô thứ một thì nó gọi thủ tục xử lý lần nào thì nó tăng red lên lần đó. Vậy red ở đây đó chính là cấu hình mình thu được nhé. Vậy đây là ở chương trình chính ta sẽ gọi lại như này. Sau khi thực hiện xong thằng này là ta thu được kết quả của bài toán. Ở đây ta mở tệp và đây là ta đóng tệp. Vậy chương trình chính của ta chỉ có từng này thôi. Đó là bài 4.2 cho n và dãy B1, B2, BN hỏi cấu hình này là cấu hình là hoán vị thứ bao nhiêu? Ta đã trả lời được bài này. À, kế tiếp ta sẽ sang bài thứ 4.3. Ở bài 4.3 thì người ta yêu cầu là, ở đây thì sẽ EJ. Bây giờ người ta cho N và K. Cho N và K. Đây bài quên chưa, miệng nói K ghi K ngay. Đầu phải trả học trả lời quá. Đây bài 4.3, các bạn vào file chọn CVS lại nhé. Thì bài 4.3. Bài 4.3 là cho N và K yêu cầu là tìm hoán vị thứ k. Vậy thì ở trong bài 4.3 này ta vẫn phải làm cái việc đó là lần lượt cải tiến, ta sẽ cải tiến thủ tục xử lý. Lần lượt ta gọi thủ tục thử một nhé. Vậy thì ta sẽ thực hiện công việc cứ với mỗi cấu hình ta sẽ tăng thằng z lên để ta đếm số thứ tự của nó mà. Vậy thì ở chỗ này ta sẽ thực hiện tiếp chỗ này. Ta tăng thằng z lên. Trong đó z là số thứ tự của cấu hình ta đang xét. Bây giờ ta thực hiện tiếp việc nếu thằng z của thầy mà có giá trị bằng k. Khi z có dấu chơi giá trị bằng k chứng tỏ nhá, khi z có giá trị bằng k thì chứng tỏ đó là chính là cấu hình cần tìm. Vậy ta sẽ đưa cấu hình đấy ra. Ta for biến p chạy từ 1 cho tới n và thực hiện là write tất cả các thằng ap ra. Nhiều khi chạy không ra kết quả, ta lưu ý ta đây là for p thì ta đã phải write ap chứ không phải ai nhé. Rồi. Công việc như trên đã xong. Đấy, như vậy bài 4.3 ta đã giải quyết xong như trên. Đấy. Vậy thì ta thấy rằng ở trong bài 4.3 này cái các bạn thu được đó chính là kỹ năng của bài toán gốc là bài toán cho số nguyên dương n, hãy liệt kê các hoán vị của tập n. Từ đó người ta sẽ biến thể thành các bài toán khác nhau và dựa vào biến thể đấy thì các em tùy cơ ứng biến để các em có thể làm tốt nhất có thể. Đấy. Đó là bài số 4, thầy tua nhanh, còn phần code thì các bạn sẽ code sau nhé. Thầy tua sang đến bài số 5. Bài số 5 là bài đề quy sinh tổng, đề quy phân tích. Các bạn cùng quan sát nhé, lúc này ta cũng sẽ học hơi nhiều, tuy nhiên ta cũng phải quan sát vì quỹ thời gian nó cũng không còn nhiều. Bài này nó ở ngang bài tập mức 4
Nhưng mà câu này nó cũng khá thú vị nên thầy đưa cho các bạn vì nó có kỹ năng liên quan tới kỹ năng quay lui. Ta nhận thấy như sau. À, trước khi sang bài đấy để thầy stop xe bài số 4 trước đã. À, stop rồi nhỉ. Bạn chờ thầy 1 giây. Gửi các bạn bài bài 2 rồi đúng không? Để các bạn gửi bài 3 để thầy up nốt cái bài 4 lên. Thế là bài này, để thầy 1 giây. Đúng chưa thêm một tí. Đây một tí nhá, để thầy xử lý cái file này. Tại sao lại thế nhỉ? À, có khả năng là